Rồi hello, xin chào tất cả mọi người ha. Thì bên em là điện thoại Samsung hàng sách tay nha mọi người. Số điện thoại nằm bên góc phải màn hình ha. Có link Facebook địa chỉ dưới phần mô tả. Mọi người cần thì liên hệ qua Facebook hoặc Zalo với em nha mọi người. Bên em có ship code toàn quốc ha. Mọi người hàng tới được kiểm tra test thoải mái trước khi nhận hàng nha mọi người. Đó, có trả góp qua thẻ tín dụng nha. Mọi người cần thì nhắn qua em ha. Thẻ tín dụng là thẻ xài trước trả sau nha mọi người, chứ không phải là thẻ ATM ngân hàng ha. Nào hôm qua có mấy anh chị hỏi em là thẻ tín dụng là phải thẻ ngân hàng không á, thì không phải ha. Rồi trước tiên lên cây Note 10 cộng 5G nha mọi người. Cái này ghi nhầm ha, Note 10 Plus nha. Thì cái này email là 5140 ha, RAM 12 256 GB, pin thì sẽ là 4300, màn 6.8 inch độ phân giải 2K cộng ha. Cái này tình trạng là màn đốm nha mọi người. Giá em bán 4.4 triệu ha. Cái này em bữa có anh trai cọc lại 100, nói để máy mà không có qua lấy nha mọi người, nên em đang bán lại ha. Tình trạng là một đốm đây mọi người, còn lại là không có lỗi lầm gì ha. Đó, màn đốm em bao mọi người test 7 ngày, bao anh phần cứng với không lăn là 45 ngày ha. Màn đốm á, thì bút S Pen ghi viết được mà không chụp hình được nha mọi người. Đó, ghi viết được mà không chụp được ha. Màn đốm lâu lâu mới có một cây chụp thôi mọi người. Rồi, tiếp lên cây màu đen ha. Màu đen thì giá 43 nè. Cây này bút chụp hình được nha mọi người, mà bút của nó là bút màu xanh ha. Đó. Email là 6318, RAM 12 256 GB, pin thì sẽ là 4300, màn 6.8 inch ha. Đó, độ phân giải cũng 2K cộng luôn mọi người. Tình trạng là màn đốm đây mọi người, với có một chấm nhỏ này nữa. Đó. Đây ha, màn đốm một chấm nhỏ nữa. Thì màn đốm em bao test 7 ngày, bảo hành phần cứng 45 ngày nha mọi người. Giá bên em á là mọi người mua em tặng sạc ốp dán màn hình cho mọi người luôn ha, với một cái que chụp sim ha. Đó, màn đốm thì nói chung không có loạn việc, không có sọc gì nha mọi người. Cái nào có thì em báo hết cho mọi người ha. Đó, ngoại hình nè mọi người. Ở cây này em bán giá là 4.300.000 ha. Rồi tiêm lên cây 4.100.000. À em quên lắm rồi, nay video em giảm một máy 100.000 ha. Đó thì cây này 44 sẽ còn 43 ha. Cây này 43 sẽ còn 42 nha mọi người. Còn cây này 41 sẽ còn 4.1 triệu thì sẽ còn 4 triệu ha. Tất cả máy luôn, em giảm mỗi máy 100.000 ha mọi người. Rồi tiêm lên cây này email là 2567 nha. Giá là 4.1 triệu, giảm 100 còn 4 triệu ha. Tình trạng cái này là quay hai video mọi người. Tình trạng cái này là màn đốm ở đây ha, với một đốm nhỏ ở đây, với một cái đốm ghiêu ở đây mọi người, đốm ghiêu nhỏ nữa ha. Đó, bút S Pen thì ghi viết không chụp hình nha mọi người. Đó, màn đốm nói chung xài bình thường mọi người, nói chung màn đốm mình xài kỹ hơn tí là được ha. Đây ngoại hình nè mọi người. Đó, cây này em bán giá là 4 triệu nha mọi người. Rồi tiếp lên cây này 5 triệu, nhưng mà em bớt 100 còn 4.9 triệu nha mọi người, 4.900.000 ha. Note 10 5G thì sẽ là RAM 12 nha mọi người, RAM 12 256 GB, màn thì 6.3 inch ha, độ phân giải 2K cộng, có hỗ trợ loa kép nha mọi người. Đó, có bút S Pen luôn ha. Pin thì sẽ là 3500 ha. Cái này bản hàng, không lên hai sim được nha mọi người. Máy của em là máy hàng hết nha, cái nào máy Mỹ em sẽ báo riêng ha, còn đa số là bản hàng hết. Đó thì bút S Pen ghi viết được không chụp hình được nha mọi người. Cái này bán hàng không lên hai sim được ha, lắp 15G. Đây ngoại hình nè mọi người, nói chung là ngoại hình là Ken luôn á, rất là đẹp nha mọi người. Hai bên sườn thường nó không có chạy mọi người, nhưng mà cây này chạy em sẽ quay ha. Rồi tiếp lên cây S10 5G màn đốm ghiêu ha. Cái này email là 7771 mọi người, 7771 ha. RAM 8 256 GB, pin thì là 4500, màn 6.7 inch ha, độ phân giải 2K cộng nha mọi người. Đó, S10 5G. Đây mọi người, tình trạng là màn đốm ở đây ha. Đây, màn đốm đốm sáng đây mọi người. Đó. Còn lại là không có lỗi lầm gì ha. Pin cái này là 4500, khá là trâu nha mọi người. Cái này cũng không lên được hai sim ha, bán hàng nha mọi người. Đó, ngoại hình còn rất là ổn nha mọi người. Cái này tình trạng có hai lưng rồi ha. Giá bán là 3.600.000. Rồi tiếp lên S10 ha. S10, cái này thì quay nhiều video rồi mọi người, báo sơ qua thôi ha. Tình trạng của nó là màn ám siêu nhẹ dưới đây mọi người, có cái thanh công cụ á, rất là mờ luôn nha, thanh công cụ rất là mờ luôn, nói chung là màn cận đẹp mọi người. Đó, cái này em bán giá là 3.800.000 ha. Email là 2601, RAM 828 GB, pin 3400 ha. Màn là 6.1 inch nè, độ phân giải 2K cộng ha mọi người. Đây. S10 nhỏ gọn nhưng xài rất là ngon nha mọi người. Đó, giá bán là 3.800.000, giảm 100 còn 3.700 ha. Cái này 3.600, giảm 100 còn 35 nha mọi người. Đó thì cây nào em quên nói giảm giá, mọi người cứ nhìn giá đây giảm xuống 100 giùm em ha. Rồi tiếp cây này 3.2 triệu, giảm 100 3.1 triệu nha mọi người. Email là 5796 ha. Đó, RAM 828 GB luôn.
tình trạng cái này mọi người là màn camera có một cái đốm nhỏ nè đó, với có ám siêu nhẹ nha mọi người, ám siêu nhẹ nha, màn còn rất là sáng ha, đó ám rất là nhẹ luôn, rất là nhẹ nha mọi người. Giá em bán cây này là 3,2 triệu giảm 100, 3,1 triệu ha, ngoại hình tương đối là đẹp luôn ha. Đó, rất là ổn nha mọi người. Rồi tiêm lên cây này 2,9 triệu, email là 3209, 2,9 triệu sẽ còn 2,8 triệu nha mọi người. Cây này cái là up 2 sim rồi luôn ha, đã lên 2 sim rồi mọi người. Đây hàng đốm đây đã lên 2 sim rồi ha, còn 2,800 triệu. Đây pin 3400, màn 6.1 inch, độ phân giải 2K cộng ha, ngoại hình rồi mọi người. Đó, giá bán là 2,800 triệu ha. Rồi tiêm lên Note 9 3,1 triệu giảm 100 còn 3 triệu, thì giá giảm em vẫn tặng sạc ốp giấy màn hình cho mọi người đầy đủ ha. Đây mọi người, tình trạng cái này là màn đốm đây ha, đó 3 triệu ha, còn lại không ám, không không có lưu ảnh nha mọi người, ngoại hình nè mọi người. Đó bên đây nó hơi nhăm tí nè, bên đây ok ha, nói chung ngoại hình cái này nó chỉ nhăm nhẹ bên đây xíu thôi. Đó giá bán là 3,1 triệu giảm 100, 3 triệu ha, email là 5452. Nó chính thì sẽ là RAM 8 128GB, pin là 4000 nha mọi người, màn 6.4 inch ha, độ phân giải là 2K cộng nha, có hỗ trợ loa kép bút S Pen ghi viết chụp hình được nha mọi người. Đây bút S Pen là ghi viết chụp hình được luôn ha, giá bán là 3 triệu nha mọi người. Thì mọi người mua hàng bên em á là tiền ship có 30.000 thôi nha mọi người, tại vì mấy phí bảo hiểm là em hỗ trợ rồi ha, tiền ship 30.000, hàng tới mọi người kiểm tra đúng máy nè, có bộ sạc nè, ốp dán màn hình nè, với cái que chụp sim là mọi người nhận ha, đúng tình trạng máy nữa nha mọi người. Rồi tiếp lên cây này giá 3 triệu, email 1126 ha, 1126 gam 8 nè, gam 6 nè, 128GB, pin 4000, màn 6.4 inch ha, độ phân giải là 2K cộng. Đó tình trạng cây này là màn ám nha mọi người, đây màn ám ha. Đó màn ám thì nói chung về để gì xài cũng được mọi người, nó chưa tới nỗi khó chịu mà phải xài nền đen ha. Đó cái này ngoại hình nó hơi xấu thôi, đó ngoại hình hơi xấu ha. Đó giá em bán cái này là 3 triệu giảm 100, 2,9 triệu nha mọi người. Tại người ta đang hát karaoke á nên em nói phải lẹ lẹ xíu để cái tiếng karaoke nó vô video nhiều quá mọi người. Đây tiếp cây này ha, cây này là 9729, 3,1 triệu còn 3 triệu ha, RAM 6 128GB, pin 4000, màn 6.4 inch, độ phân giải 2K cộng ha. Đây mọi người ngoại hình nè, đó còn rất là ổn ha, có xước lỗ chân sạc nhẹ xíu thôi mọi người. Đó tình trạng cái này là cũng màn ám luôn mọi người, màn ám nhẹ ha, còn lại là ok hết, không có lỗi gì nha mọi người. Máy bên em test kỹ rồi ha, giá em bán cây này là 3 triệu nha. Rồi tiếp em lên cây này 3,200,000, giảm 100 còn 3,100,000 nha mọi người, email là 9764 ha. Đó cũng RAM 6 128GB thôi mọi người, tình trạng là ám rất là nhẹ ha. Đây mọi người, em quay cận luôn ngay chỗ ám nè mọi người. Đó mọi người nhìn thấy cái nó hơi ám một tí không, còn lại là ok ha, ngoại hình nè mọi người. Đó ngoại hình còn nói chung là tương đối là ổn ha. Mọi người cần xem cái nào chi tiết thì inbox qua Zalo giùm em ha, cái nhắn qua Zalo email là em gửi hình cho mọi người coi ha. Rồi tiếp cái này 2,900,000, email là 5403 ha, 5403 nè mọi người, RAM 6 128GB ha. Đây ngoại hình nè mọi người, đó còn rất là đẹp luôn nha, nói chung ngoại hình tầm này là đẹp luôn nha mọi người. Đó cái này em bán giá là 2,900,000 giảm trong 2,8 triệu ha. Đây mọi người, tình trạng là nó có luôn cái chữ mở đây tí mọi người, ấm nhẹ luôn chữ mở tí ha, với cái thanh công cụ nè. Đó còn lại là không có lỗi lầm gì ha, giá em bán là 2,800,000. Rồi tiếp lên cây này 2 triệu tròn, cây này thanh lý 2 triệu nha mọi người. Đây tình trạng là màn ám nặng ha. Đây tình trạng là màn ám nặng nha mọi người, màn ám nặng thì nói chung về mình để nền đen xài giống như em bật nãy thôi mọi người. Đó giờ mình để nền đen mình xài thôi, xài chữa cháy, xài và chạy xe chạy gấp luôn ha. Giá bán cây này là 2 triệu nha mọi người, 2 triệu ha, email là 7775 ha. Rồi tiêm lên cây này 27 còn 26 nha mọi người, màn ám không đốm ha, email là 5150. Đó tình trạng là màn ám hồng nha mọi người, đây ám hồng ha, đây ngoại hình luôn nè mọi người. Này mọi người lấy hai cái khay cho mọi người luôn ha, hai khay màu nâu luôn. Mấy cây này thì lên 2 sim được nha mọi người, bán hàng ha, chỉ có Note 10 với cây màu đỏ màu đen này là không lên được nha, còn lại lên 2 sim được hết ha. Rồi tiếp em lên cây
Note 8 đi mọi người. Note 8 ha, cái này 2.400.000 giống 2.3 ha. Email là 7632 nha mọi người, 7632 ha. Tình trạng cái này mọi người, tình trạng của nó là màn ám nha, à màn lưu ảnh ha. Đây lưu ảnh mờ nha mọi người. Như đây nữa ha. Đó lưu ảnh mờ mờ mọi người thấy. Ở này ở ngoài nhìn dễ thấy hơn xíu mọi người. Đó nhưng mà nó lưu ảnh thôi, nó không ám nha mọi người, nhìn dễ chịu hơn ha. Đây ngoại hình còn khá ok ha. Note 8 thì bản bình thường của nó là sẽ là RAM 6 nè mọi người, 64GB ha. Pin là 3300, màn 6.3 inch, độ phân giải 2K+ ha. Email cái này là 7632, giá 2.400.000, giảm 100 còn 2.300.000 nha mọi người. Đó, Note 8 thì có bút S Pen ghi viết thôi, dòng này chưa hỗ trợ chụp hình nha mọi người. Giá máy cái này 2.300 ha. Rồi tiếp lên cây này 2.800.000, giảm 100 còn 2.700.000 ha. Đây, cái này thì tình trạng là màn ám rất là nhẹ luôn. Ám rất là nhẹ luôn nha mọi người. Đó, ám rất là nhẹ luôn ha, có hai lưng rồi. Cái này bản 256GB nha mọi người, RAM 6 256GB ha, bản dung lượng cao nha. Đây mọi người, 256GB ha, tình trạng ám rất là nhẹ luôn nha. Ngoại hình nè mọi người. Đó, còn khá là ổn ha. Đây mọi người, đây có xấu xíu nè. Cái này lưng em chưa thay nha mọi người, em báo có hai lưng rồi nhưng mà lưng chưa thay ha. Mọi người lấy em mới thay nha, nên em báo sẵn luôn ha. Đây, ngoại hình còn khá là ổn nha mọi người. Giá bán là 2.700.000 ha. Rồi, tiếp em lên cây cây này 2.400.000 giảm 100 2.3 nha mọi người, tình trạng là ám rất là nhẹ với một cái đốm ha. Đây, ám rất nhẹ với đốm ha. Cái này thì RAM 6 64GB, pin 3300 nha mọi người. Màn 6.3 inch ha, độ phân giải cũng 2K+ luôn. Có hơn chưa hỗ trợ loa kép nha mọi người. Này mọi người lấy em gắn bút vô ha. Nói chung cây này còn khá, ngoại hình khá đẹp nha mọi người. Rồi tiếp lên cây này. Cây này email là 1048 nha, 2.3 sẽ còn 2.2 ha mọi người. RAM 6 64GB, pin 3300, màn 6.3 inch, độ phân giải 2K+ ha. Đây, tình trạng cây này là màn màn ám mọi người. Đây màn ám ha. Mọi người nhìn vô để ngoài nền dễ thấy mọi người. Đây mọi người nhìn giùm em ha, màn ám nha mọi người. Nói chung nó cũng không hồng lắm đâu nha mọi người, còn nhìn ok ha. Đó, giá bán cây này là 2.200.000 nha. Rồi tiếp lên cây 2.400.000 thì sẽ còn 2.3 nha mọi người. Cây này email là 8142 ha, 8142, RAM 6 64GB, pin 3300, màn 6.3 inch, độ phân giải 2K+ luôn nè. Đó, tình trạng cây này mọi người, tình trạng nó là có hình mờ mọi người, có hình mờ ha. Tình trạng là có lưu ảnh mờ nè. Đó, em quay cận cho mọi người coi ha, có lưu ảnh mờ nha mọi người. Đó, còn lại là ok ha. Giá bán cây này là 2.300.000. Rồi tiêm lên cây này 2.2 sẽ còn 2.100.000 nha mọi người. Email là 1124 ha. Đó, cũng RAM 464GB luôn. Tình trạng cây này là hai đốm mọi người. Em giảm một video này thôi nha mọi người. Mọi người có mua thì nhắn em qua ha, còn mấy video sau là em để giá lại bình thường nha mọi người. Đây, một đốm đây, một đốm đây, với một cái thanh công cụ có ám mờ thanh công cụ đó mọi người. Đó, có sao báo vậy ha. Đây mọi người, ngoại hình nè. Đó mọi người, mua bên em là em có sao báo vậy nha mọi người. Giá 2.100.000 ha. Rồi tiếp cây này 2.500.000, RAM 664GB luôn nha mọi người, 1625 ha. Tình trạng cây này mọi người, màn rất là sáng luôn. Có ám rất là nhẹ thôi mọi người, ám rất là nhẹ luôn nha, với một cái hình logo mờ đây nè. Đó, còn lại là ok nha mọi người. Cái này giá em bán là 2.500, giảm 100 còn 2.400.000 ha. Màn hình cái này cũng khá là đẹp nha mọi người. Đây, nói chung còn khá là ok ha, giá em bán là 2.400.000. Rồi tiếp lên cây này mọi người, cây này 2.3, giảm 100 còn 2.2 ha. Đó, 100 còn 2.2, màn đốm đây không ám không luôn. Cây này cũng RAM 464GB thôi mọi người. Đây ngoại hình nè mọi người. Đó, giá bán cây này là 2.200.000 ha. Rồi để em để mấy cây này xuống em quay tiếp S9+ cho mọi người coi ha. Rồi tiếp lên S9+ mọi người. Cây này thì email là 2613 ha, RAM 6 256GB,
Pin thì 3500, màn 6.2 inch, độ phân giải là 2K cộng ha. Đây, tình trạng cái này là màn ám nha mọi người. Đây màn ám đây ha. Đó, bản 256GB. S9 cộng thì có hỗ trợ lo kép rồi nha mọi người. Màn 6.2 inch ha. Đây mọi người, ngoại hình nè. Rồi giá em bán cây này là 2.7 triệu, giảm 100 còn 2.6 triệu ha. Rồi tiếp lên cây này 2.5 triệu, giảm 100 sẽ còn 2.400.000 ha. Email là 2221 nha. RAM 664GB, pin thì 3500, màn 6.2 inch, độ phân giải 2K cộng ha. Đây mọi người, bản 256GB mà tình trạng màn ám nha. Đây màn ám ha. Nói chung nhìn còn dễ chịu nha mọi người. Thì mọi người mua là cái giá này là giá màn ám hoặc là màn đốm nha mọi người. Mọi người mua mà nhiều khi có nhiều anh em nhận hàng tới đó, ủa sao màn nó ám, trời anh em mua màn ám mà đâu có được màn đẹp đâu mọi người, nên mọi người thông cảm ha. Mua thì em có báo trước tình trạng trong đây là màn ám nha mọi người. Đó thì tới thì màn ám thì mình phải chấp nhận màn ám, chứ mua màn ám mà đòi màn đẹp thì đâu có được đâu mọi người. Đó bây giờ trường hợp đó là khá là nhiều ha. Rồi em quay ngoại hình cho mọi người coi ha. Tại vì mọi người mua mà muốn cái giá mà giá màn ám, nhưng mà muốn máy là lại máy màn đẹp không mà, nên đâu có được đâu. Em có báo email hàng tới mọi người được kiểm tra test đúng email nha mọi người. Đó chứ không phải là em quay máy này rồi em bán máy khác ha. Rồi tiếp em lên cây 1252 ha, giá 2.800.000, giảm 100 cũng sẽ còn 2.700.000 ha. Bản cũng bản 256GB luôn. Đây mọi người, tình trạng cái này thì không có ám nhưng mà màn nó có lưu ảnh nha mọi người. Đây có lưu ảnh mờ ha. Đây lưu ảnh mờ ở đây nữa mọi người. Đó còn lại là ok ha. Giá bán cây này là 2.700.000. Rồi tiếp lên cây 2.600.000 ha. Cây này 2.6 triệu, giảm 100, 2.5 triệu nha mọi người. Tình trạng là có nứt lưng ha. Email là 6045 nha mọi người. Bản 64GB ha. Tình trạng cái này màn cũng khá sáng mọi người. Có ấm rất là nhẹ ha. Nói chung cũng khá nhẹ nha. Có xuất kính nhẹ đó mọi người. Xuất lông mèo nhẹ nhẹ ha. Đó thì em có tặng ốp với màn hình với sạc cho mọi người luôn ha. Rồi tiếp lên cây hành lý mọi người. Cây này hành lý giá 1.900.000 ha. Tình trạng là màn đốm đây với ám rất là nhẹ nha mọi người. Màn đốm to với ám rất là nhẹ ha. Đó, không có nứt kính nha mọi người. Bản 256GB luôn. Em thanh lý giá là 1.900.000 ha. Mọi người cần thì nhắn qua em ha. Đây ngoại hình nè mọi người. Cây này ngoại hình khá xấu ha. Đó, ngoại hình cũng khá xấu nha. Giá em bán là 1.900.000, tình trạng có hai lưng rồi, lưng zin bản Mỹ ha. Đó, thanh lý 1.900 nha mọi người. Rồi tiếp lên cái S8 cộng mọi người. S8 cộng email là 9523 ha. Cây này RAM 464GB nha mọi người, giá 22 ha. Em giảm 100 còn 2.1 triệu nha. Đó mọi người, không thay lưng thì em để 2.1 triệu. Không thay lưng thì em tính 2 triệu nha mọi người. Còn thay lưng là em tính 2.1 triệu ha. Cái này lưng có nứt nha. Đó tình trạng cái này là màn ám nha mọi người. Nói chung ám rất là nhẹ ha, còn khá ok luôn mọi người. Đây nghe tay em nè mọi người. Có lần ám á. Đây mọi người, nghe tay em có lần ám ha. Nhìn nói chung khá ok, còn rất là sáng nha. Giá bán cái này là 2.1 triệu ha mọi người. Còn mà nếu mà không thay lưng thì 2 triệu luôn ha. Thì nói chung có tặng ốp lưng á mọi người, mọi người về xài ốp lưng là ok rồi, không cần thay nữa ha. Và tiếp lên cây này thay lưng gồm mà lưng zin ha, 2.3 triệu sẽ còn 2.2 triệu ha. Email là 6527. Đây cũng găm 464GB nha mọi người. Đây tình trạng là màn đốm ở đây ha. Màn đốm em bao mọi người test 7 ngày, bảo hành phần cứng không lăn 45 ngày ha. Có ám rất là nhẹ luôn mọi người. Ám rất là nhẹ nha. Đây đó mọi người thấy nó lệch rất nhẹ nha, màn rất là sáng ha. Ngoại hình còn khá ok luôn. Giá em bán là 2.200.000 ha. Rồi tiêm lên cây 2.3 triệu, cũng còn 2.2 triệu luôn. Cây này email là 7278 ha, RAM 6128GB luôn nha mọi người. Đây cái bản nó bản 64GB thì chỉ có RAM 6, RAM 4 thôi nha mọi người. Còn bản này RAM 6 ha. Đây tình trạng cây này mọi người là màn đốm ha, không có ám gì nha mọi người. Màn đốm em bao mọi người test 7 ngày, bảo hành phần cứng với không lăn 45 ngày ha. Đây ngoại hình nè mọi người. Nói chung RAM 6 mà 128GB thì về chơi game cũng còn rất là ngon nha mọi người. Đó rất là ổn ha. Rồi tiêm lên cây 1.900.000, tình trạng là màn ám, giảm 100 còn 1.800.000 ha. Đó email là 5346 nha mọi người. Màn 6.2, pin 3500 ha, chưa hỗ trợ lo kép. Đây, tình trạng là màn ám ha. Đây mọi người, màn ám hồng nha. Đó thì màn ám mọi người về xài chế độ đen để dành cài game, chạy xe rồi ngon nhất mọi người. Giá 1.800.000 mà có RAM 6128GB là khá là ngon ha. Đây ngoại hình còn rất là đẹp luôn mọi người. Ngoại hình còn khá là đẹp luôn nha. Đó, giá bán cái này 1.800.000 ha. Rồi tiếp còn hai cây tấm lút nữa mọi người. Cây này bán 1.700.000 luôn ha. 1.700.000 thì em thôi, cây này em thanh lý 1.600.000 luôn. Thanh lý luôn nha mọi người. Nó sáng hơn cái cây này luôn.
sáng hơn luôn nha mọi người, sáng hơn cây 1,8 triệu em mới quay luôn ha. Nhưng mà tình trạng nó là có lưu ảnh mờ chút xíu, lưu rất là mờ thôi mọi người, nói chung là không có ảnh hưởng lắm, tại nó đã ám gì thì lưu mờ nhẹ thì vậy không có ảnh hưởng ha. Đó với nó cái lưng đó mọi người, em thanh lý 1,6 triệu luôn ha. Đây ngoại hình nè mọi người, đó cây này thì cam 464G thôi, email là 6469 nha mọi người. Đó rồi tiếp lên cây 2,5 triệu ha, cây này em giảm 200 sẽ còn 2,3 triệu nha mọi người. Đó giảm 200 luôn ha, tình trạng cây này màng cũng cận đẹp nha mọi người, màng cái này thì cận đẹp mọi người. Đó có lưu rất là nhẹ, mấy hình đây tí thôi mọi người, phía dưới thanh công cụ ha, đây mọi người thanh công cụ tí, cái trên đây tí thôi mọi người, nói chung rất là nhẹ nha mọi người, nhìn nó cận đẹp luôn á. Cái này em bán 2,3 triệu ha, 2,3 triệu. Đó rồi tiếp lên cây S8 nha mọi người, S8 ha, có cây S8 màn đẹp mọi người, màn đẹp không ám không đốm gì hết nha, không lưu ảnh gì hết ha. Đó S8 thì sẽ là gam 4 mọi người, gam 464G, pin 3000, màn thì sẽ là 5.8 inch ha, độ phân giải 2K cộng, chưa hỗ trợ lót ghép. Cái này em bán giá là 2,500,000, nhưng mà cây này video này em bán 2,400,000 cho người luôn, giảm 100 luôn ha. Đó giảm 100.000 luôn, còn 2,400,000 luôn. Tính ra là mấy cây này em mới về hàng là em không có giảm đâu, nhưng mà lại giảm chung cái trong video thì em giảm luôn nha mọi người. Đó cây này 2,400,000 ha mọi người. Đó thì có hai cây thanh lý nè mọi người, cây 1,9 triệu nè, cái 9 lút ha, bằng đấm to nè, cây 1,6 triệu nè, 8 lút nè, mọi người cần thì nhắn em ha. Có hai cái máy thanh lý nha mọi người, nói chung xài bình thường nha mọi người, tại em thích thì em thanh lý thôi chứ bán bình thường vẫn được nha. Rồi tiếp lên cây này mọi người, cây này thì ngoại hình hơi xấu ha, ngoại hình hơi xấu đó, cũng là gam 464G nha mọi người, ngoại hình nó có chày nha mọi người, chày phẩy ha. Đó cây này thì tình trạng mọi người, màn cũng khá là cận đẹp luôn, nó có lưu cái hình mờ rất là mờ với đây tí xíu thôi mọi người, còn màn rất là sáng ha. Cây này thì em bán giá là 2,2 triệu, giảm 100 thì sẽ còn 2,100,000 nha mọi người. Email của nó sẽ là, đây mọi người, email là 3044 ha, 3044, giá 2,100,000 ha. Thì video này em lên mọi người không mua thì video sau em bán lại 2,2 triệu nha mọi người. Rồi tiếp lên cây này 2,1 triệu, giảm 100 còn 2 triệu ha. Email là 9384, tình trạng là màn ám nhẹ nha mọi người. Đó màn ám nhẹ ha, còn lại là ok hết, nói chung ám cũng nhẹ nha mọi người, nhưng còn khá ok ha. Có luôn hình mờ xíu nữa mọi người, có luôn mờ tí nữa ha, đây sao kỹ thì có luôn mờ xíu nữa mọi người, mà nói chung rất là mờ nha, nhìn không có ảnh hưởng đâu mọi người, khó thấy lắm. Đó giá bán là 2 triệu ha. Rồi tiếp lên cây này 2,100,000, giảm xuống còn 2 triệu nha mọi người, tình trạng là mọi người, để quay kỹ cho mọi người xem ha. Đây mọi người thấy có chữ mờ mờ không, cái gì vậy này? Đây nữa mọi người, đó đó đây nữa nha mọi người, nhìn nói chung nó lưu rất là mờ, mà lưu vòng vòng ngoài không có lưu chính giữa mọi người, nói chung nhìn khá ok á, còn rất là sáng ha. Cái này em bán 2,1 triệu, giảm 100 là 2 triệu ha. S8 thì gam ghi giống nhau thôi mọi người, gam 464G thôi ha, pin 3000, màn 6.3 inch, độ phân giải 2K cộng ha. Đây email là 3909 nha mọi người. Đó, giá thì 2 triệu ha. Rồi đem lên cây cây này cũng 2 triệu luôn rồi, 2,1 triệu, giảm còn 2 triệu luôn ha, tình trạng là màn ám rất là nhẹ luôn. Để em coi có lưu mọi người, có lưu nhưng mà lưu rất là mờ luôn rồi, nó như cái cây 2,1 triệu nãy em quay luôn, như cái cây này luôn rồi. Đó hai cây nó cũng tương tự nhau thôi ha, cái này thì nó sáng hơn xíu đó, nhưng mà lưu rất là mờ nha mọi người. Giá bán cây này là 2,1 triệu mà giảm 100 còn 2 triệu ha, ngoại hình nè mọi người. Đó khá ổn ha, tình trạng có hai lưng rồi. Và tiếp lên cây 1,6 triệu, 1,6 triệu thì cái cây này em thanh lý em giảm giá xuống còn 1,5 triệu nha mọi người. Đó 1,500,000 ha, tình trạng là màn ám có lưu nhẹ với đây mọi người. Đó có lưu rất là nhẹ ha, màu đen, ngoại hình cái này xấu nha mọi người. Đó thì 1,5 triệu vẫn tặng sạc ốp dán màn hình cho mọi người đầy đủ ha, sạc ốp là dán màn hình với quay chọc sim ha.
đó, mọi người nhận hàng thì 1,5 triệu với 30.000 tiền ship ha. Đó mà bên em ship thì có cọc trước 100.000 nha mọi người, email là 6464 ha. Còn em cảm ơn mọi người đã xem video của em ha, mọi người xem video cho em xin một like và đăng ký kênh ha. Còn mọi người cần mua hàng thì liên hệ qua Facebook hoặc Zalo với em nha mọi người. Còn anh em nào mà mua máy nhận được hàng rồi thì nhắn tin qua cho em cái nhận hàng được rồi ha, để em ghi sổ lên nha mọi người. Rồi em cảm ơn mọi người ha.